hai nàng công chúa thì nhà hát quan họ Bắc Ninh. Đúng rồi. Đẹp quá. Hai nàng cầu. Thôi mình nướng ở ngoài cũng được. Nhá ăn heo. Tối ở đây đèn lấp lánh thích. Ta cho một con heo lên đĩa. Ừ. Hay là chỗ này có sân đá bóng nè. Ơ mẹ ơi mẹ. Sao chỗ này có sân đá bóng mà lúc mình đi làm thì có. Ôi còn lẹ. Đại được có xe máy trên. Hôm nay chủ nhật là đông này. Kia kìa, cái con đất kia kìa ở đấy. Có ra đây không? Đông có. Đấy làm gì? Nhưng mà ông kỳ lạ. Xem có chỗ nào nhiều cây ngồi ở dưới cũng được đây. Hai con trai bê đê. Kìa hai con gái nó kìa. Hai con trai con gái lại đi cùng với nhau nó kìa. Ở dưới này nắng lắm không được. Bóng ở dưới này này. Đấy là giật kinh hả đấy. Giật kinh hả đấy. Chị tao ăn. Mèo ơi chỗ nào nhiều. Tại sao nó lại thơm như vậy mà không thấy được. Đây, khâu chuẩn bị để nướng trải nghiệm này. À bố đang đi bắn chim. Bố đang đi bắn chim. Tuệ đi nhặt củi đi. Đấy, dâu tây với on nhặt lá tre cho vào đây. Thích quá các bạn, chăm chỉ quá. Sắp đốt được rồi. Đấy. Nào cô Tuệ đi nhặt củi đi. Anh Tuệ này, cho vào đây này. Nó có gai mà. Đây cây dứa để vặn đồng hồ đây. Đây là dứa dại nhé. Dại. Đây là cây dứa dại. Tôi sẽ cắt một cái để làm đồng hồ. Bơ này chị cho này. Ra đây phủi phủi. Được rồi. Trong con này với chị. Cái gân ở giữa. Gai to quá. Cái gân ở giữa các bạn phải rất cẩn thận. Ồ hết gai rồi. Bây giờ tớ sẽ làm cái đồng hồ to. Đầu tiên bạn sẽ... Đây, đầu tiên mình cắt một đoạn như thế này. Sau đó thì mình sẽ lắp vào đằng sau. Bớt một đoạn này bằng đoạn này. Mình sẽ gập rồi. Đấy. Gập xuống ba. Luồn ra đằng này. À, gập một lượt nữa. Luồn một cái. Đầu này sẽ phải nhỏ hơn đầu kia. Để ngắn hơn một chút. Đây. Vừa luôn này. Xong nhá. Xong. Nó sẽ được như thế này. Và bây giờ bạn chỉ cần luồn vào đây thôi. Lòng cổ to quá. Thôi, mình làm đồng hồ cơ. Đây, cho tay vào đây. Wow. Cái đồng hồ khổng lồ. Cắt đi, cắt đi. Đúng rồi. Xong mình cắt thôi. Tớ làm được cái đồng hồ xinh đẹp rồi. Xinh không? Đẹp quá. Đồng hồ Channel. Channel dứa. Channel dứa. Đây là cái gì con?
Hả? Cái gì? Đó, dâu tây ơi, đây là cái gì? Cái gì nhỉ? Cái gì nhỉ? Đồng hồ. Bà cho con. Mẹ nhìn này. Đồng hồ. Bông ơi, bông. Cho chị xem nào. Ủa, Tâm An bắt được nhiều thế. Bông với chả bơ nhỉ. Chấm gà nè. Chấm tương gà nè. Ba bạn ở đây bắt gì đây? Cái đồng hồ dứa kỷ niệm ngày xưa, một nam một nữ nha. Đây em ơi, bác đang để cho con ngồi kìa nhá. Con báo nhá, để chị xử lý. Rồi từ từ để cho cái xe này vào để. Thôi được chưa em ạ? Cái kia cái lửa ở đây này chị Trang à. Hất luôn cái lửa ở đây à. Ừ. Cho vào. À cái này là cái. Cho trứng đấy vào luôn cái lửa đấy luôn. Con cho vào nhá mẹ nhá, con cho xích vào nhá. Con cho xích. Đây thì mẹ ru đi, con đi nhặt luôn. Con cho xích cho mẹ nhá. Anh cho em đi nhặt lá tre này. Rồi, tôi nhanh lên đi nhặt lá tre. Ngạt mũi rồi mẹ ơi. Trứng chín. Wow. Ô, mẹ bố đi đâu rồi? Bắt đầu than hoa cháy. Trứng trước rồi. Các bạn ơi, vẫn tiếp tục phân công nhau ra kiếm củi nhá. Ôi, hấp dẫn quá. Có trứng này, đỗ này, ngô này, khoai, cà tím, thơm. Kẹp. Tâm An chỉ để đây nhá. Quá, trứng này chín rồi. Nở đây. Bông ăn trước trứng này được không mẹ? Được, ăn đi. Ăn dần đi các bạn ơi. Nướng cho bốc canh, ăn hết. Ăn trứng được đây. Wow, ủi thơm thế. Trứng nướng chấm mực. Đấy, cô Tuệ đi kiếm củi đi. Có. Bóng em trứng nướng đi ngon lắm. Có cái gì là nướng hết này. Anh nhớ em. Trời ơi. Chưa chín đã mùi thơm thế này. Mẹ bao có người yêu ở lớp với mẹ. À thế. Wow. Bãi chiến trường. Ôi, hấp dẫn thế, lại còn bột canh cay cay ngọt ngọt. Ngon nhỉ. Không à. Tâm An chịu khó bóc nhá. Ôi, xa xa có bạn On, bạn dâu tây đang mải miết nhặt lá. Giỏi quá, để đây. Ôi, một đống sản phẩm. Bố về kìa, dâu tây ơi, bố về kìa. Chạy ra với bố kìa. Ôi. Bố có con chim nào mang về không? Con chim không bố? Đấy, bóng tâm lý thế, đút cho bố. Mẹ thì đang mải miết. Này các bạn, đang ăn. Ngon này. Củ đậu chấm một canh này ngon lắm luôn. Thơm lừng. Bông ông có thấy xúc xích lâu qua em để màu hồng ở đây không? Không. Bơ tây ăn à? Bơ ăn à? Em làm gì biết?
cái gì hồng hồng. Nó có vẻ gì em nhìn hồng có cái này. Để đây này. Đằng cậu ngồi. Bên à. Ai bảo em ăn? Đây em hỏi. Đâu? Vì biết em ăn. Mẹ. Vì biết em ăn. Vào đây đang đứng chắc lại dọn cháu ăn đấy đi tao rồi là nói này ông giật bà bạn đi bắt châu chấu được nhiều chưa không dám ăn nói chuyện gì ngon hấp dẫn đấy nửa hầm. Dâu tây bắn chạc hả? Bắn chim hả? Đấy, than hồng rực. Sắp có ngô ăn rồi. Cậu cõng ối dạ, dạ như khỉ. Bóng đâu nhỉ? On nhỉ? Bóng đâu? À, bóng kia. Hồng. Nào bạn ăn ngô chín không? Nha con no quá. Ừ, đã no rồi. Bạn on chấm tương gà. Có lấy rửa tay không em? Lấy giấy lau đi con, cái này khô mà. Và hàng ngược mà. Đấy ngon lắm. Nóng rồi quá đó. Ăn nhanh khẩn trương không rồi. Rửa cho anh nữa. Chào con. Ừ, con ăn đi. À, nó đen đen hả? Con gạt nó ra. Cái mông của gà á. Đâu làm đi. Cái mông của gà. À, con một cách cắn. Ủa, chấm một canh ý, nó lại còn cay cay chút. Ôi, chưa? Ủa, xúc xích nướng xòe như bánh mì. Ôi, ôi ngon nhỉ. Bứt ra ngoài. Ồ, ngồi mình ra đấy. Không. Đây gọi là xúc xích chiên. Giòn như bánh nha. Nướng. Cái kia vỏ ngon. Tình cảm. Thế tao ăn chưa nướng con nào ạ? À? Mình ngủ ở trên máy bay mình chẳng nghe tiếng gì. Xấu quá. Ủa, cà tím này. Ăn đã đời luôn, tao ăn ạ. Cái đen này ăn rồi. Gọt cái đen đi. Nào, đây là cái này dùng để bắn. Nào, tao ăn dương dương chạc để bắn chim rồi. Chim người ta. Ái dạ. Đấy, đấy, ui. Ôi, tay run đấy. Ừ, tiến đi. Thẳng lên. Sức mạnh, sức mạnh. Ôi, 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 căng thế. Anh cho em bắn đi. Này, chim gãy cánh luôn. Ôi dồi ôi. Theo. Nó không bay được nhỉ. Chị Tâm An có dạ. Ăn chút chấu sống nào ở đấy không? Có ở đây. Đầy mà chú. Bắt cái bò đầy. Trên kia nhiều chuồn chuồn ấy. Hôm nay chuồn chuồn bay nhiều. Đây gọi đây này, nhà này. Như chuồn chuồn này gọi là tầm bay vừa nhỉ cậu nhỉ. Bay vừa thì dâm. Đây đây. Nào chị xem con châu chấu của dâu tây nào. Đâu đâu. Ừ nhỉ. Nó ăn cỏ à? Đồng hồ có ăn đâu? À, vẫn còn đồng hồ ăn. Ừ, tí chị làm cho cái khác. Ơ, chị cho ăn cỏ nó còn ăn này. Chị đâu hả mẹ? Đâu, chị xem châu chấu nè. Mẹ xem châu chấu nè. Ui, nó ăn cỏ đấy nhỉ? Đây, mồm. Tụi đang tự sướng kìa. Sướng ghê. Đấy, tết tết đấy. Tít tít. Cậu Tuệ đang tự sướng.
Chị xem châu chấu của bống. Toàn gãy cánh rồi à? Gãy cánh em là chị. À, đây có lấy châu chấu không? Bạn nào cũng có một con châu chấu. Con thấy nó mòn cái cỏ. Chứng tỏ nó ăn cỏ. Lúc ấy cái cỏ này nhọn lắm rồi nó ăn thế nào. Ừ nhờ. Con gì đây? Con. Con ơi con gì đây nhỉ? Ồ, nó ăn cỏ à? Ôi, cái chân nó bám chắc quá. Con châu cái chấu. Chân nó dính. Ừ. Nó bám chắc. Con nói chuyện ngồi lên kia. Không coi nhớ chị ra bảo bố nó. Ấy ồ ồ ồ. Dậy ôi hoa bạch đàn trắng đẹp nhỉ, ở ngoài là thơm lắm luôn, thoáng mát. Kìa các bạn ơi, nhiều bò nhiều trâu không kìa, ở dưới đê kìa. À, các con nhìn ở bên trái kìa, nhiều trâu không, trâu tây kìa, ngon kìa. Con đứng lên nhìn thấy nhiều trâu không? Dạ. Trong đây cũng có nướng mà, đứng được sườn. Mới tí không sao. Trong đây nhiều cảnh cũng đẹp, tối đẹp lắm. Đèn giếng ở bên phải đây các bạn. Đây nè. Ừ. Tết mơ vào đấy nhỉ. Cái đường này là đường Âu Cơ. Con ăn nhiều rồi. Đấy, đồng hồ dứa vẫn mang về nhà. Quan trọng.